chúng ta đã giới thiệu về các khái niệm cơ bản về mấy cái option của vùng trọng. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút về các công cụ đấy và các cái option riêng của công cụ đó. Thế như tôi đã nói là các cái công cụ chọn là các công cụ được ưu tiên đặt ngay lên đầu trong một công cụ. Vì sao? Vì chúng ta luôn luôn phải chọn đã rồi chúng ta mới làm được. Thế thì chúng ta được cung cấp ba nhóm công cụ gồm có Maki, Luxo và Mejuan. Và trong đó thì mỗi nhóm thì nó lại có những công cụ ẩn. Thế còn làm thế nào để biết là công cụ ẩn? Thì các bạn quan sát nhanh ở đây thì các bạn thấy là hầu hết từng cái công cụ này thì đều thấy có một cái hình tam giác nho nhỏ nằm ở dưới bên trái của cái biểu tượng đó. Cứ cái nào có cái đấy có nghĩa là nó còn các công cụ ẩn. Và để mở các công cụ ẩn thì chúng ta làm một thao tác rất là đơn giản, đó là nhấp giữ độ khoảng 1 giây vào trong cái hộp công cụ đó thì nó sẽ sổ ra cái hộp công cụ ẩn và các bạn sẽ nhìn thấy được những cái công cụ còn nằm trong đó. Thế thì bây giờ đầu tiên chúng ta làm việc với nhóm Maki. Maki thì nó là tạo cho chúng ta những cái vùng trọn hình hình học, mà cơ bản ở đây là hai hình là chữ nhật và ellipse. Thế thì trước hết là nói về tên này thì chúng ta có một cái gọi là rectangular Maki là tạo ra vùng trọn hình chữ nhật, và cái thứ hai là elliptic Maki tạo ra vùng trọn hình ellipse. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ có thắc mắc ngay, đấy là tại sao nếu mà nói về phím tắt thì hai cái này đều là M, đều là Maki, đều dùng phím M cả. Vậy thì bây giờ nếu như tôi đang ở một công cụ khác, tôi nhấn M thì nó ra cái gì? Thì nó ra cái công cụ vừa được dùng gần nhất. Đấy. Tôi nhấn M lần nữa nó có ra được công cụ thứ hai không? Không. Thế thì cách làm sao để sử dụng phím tắt để gọi nó ra? Thì các bạn thêm cho tôi phím Shift, giữ Shift và nhấn thêm một lần nữa M thì nó sẽ xoay vòng và nó gọi cho công cụ thứ hai. Nếu Shift M nữa thì sao? Nó lại xoay sang công cụ tiếp theo. Ở đây có hai công cụ thôi cho nên nó quay đi quay lại giữa hai cái công cụ rectangular và elliptic đó. Chỉ cái nào có phím tắt thì mới gọi được bằng phím tắt thôi nhé. Còn hai cái bên dưới này thì các bạn phải chọn bằng chuột. Thế trước tiên là chúng ta làm việc với rectangular đã. Rectangular chính là cái vừa rồi mà chúng ta đã lấy làm ví dụ rất nhiều từ đầu, đúng không? Thao tác rất dễ. Chọn công cụ, đưa vào màn hình chỗ chúng ta cần chọn, đúng không? Nhấp chuột trái, giữ và kéo. Thông thường thì theo cái thói quen của chúng ta là kéo từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Thế còn vẽ to, vẽ nhỏ, vẽ dài, vẽ ngắn, vẽ rộng, vẽ hẹp, đấy là do tay chúng ta hoặc là do cái nhu cầu của chúng ta muốn chọn cái vùng rộng hay hẹp như thế nào. Thế đấy, thao tác chọn thì như thế là rất là dễ rồi. Thế bây giờ có những option nào nữa? Thêm bớt thì là cái này chúng ta đã nói rồi, bất cứ vùng chọn nào, công cụ nào cũng đều sử dụng cái này được, hoặc là giữ Shift hoặc giữ A. Feather này có gắn được không? Feather vừa nãy chúng ta cũng lấy làm ví dụ rồi, cho nên đương nhiên là gắn được. Thế còn một vùng nữa ở đây là cái gì? Là cái Style. Style thì nó cung cấp cho chúng ta ba cái tùy chọn để làm việc với công cụ Maki này. Sổ danh sách ra, chúng ta sẽ thấy là có ba cái tùy chọn tất cả. Một là Normal, hai là Fixed Ratio và ba là Fixed Size. Normal là cái mặc định. Từ nãy đến giờ chúng ta toàn dùng Normal, có nghĩa là kéo dài, kéo ngắn, kéo rộng, kéo hẹp, kéo to, kéo nhỏ, tùy tay. Cách này là một cách làm việc rất là thoải mái, tự do. Tùy chọn thứ hai là gì? Fixed Ratio. Khi tôi bấm chọn cái này thì các trường tiếp theo được kích hoạt lên. Và các bạn nhìn thấy có các con số ở trong các trường rộng và cao này. Mặc định của chương trình là 11. Vậy thì 11 này nó sẽ tạo ra cái gì? Khi tôi nhấp chuột và tôi vẽ, tôi có thể vẽ rất nhỏ, vẽ trung bình, vẽ hơi lớn và vẽ rất lớn, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đều thành hình vuông. Vì sao? Vì cái ratio hay là cái tỷ lệ này, hai cạnh dài và rộng nó đã được khóa vào nhau là 11 rồi. Thế nó và 11 mãi hay là sao? Không phải, các bạn cần tỷ lệ bao nhiêu thì các bạn điểm vào đấy. Ví dụ tôi chọn 21 chẳng hạn, thì bây giờ tôi vẽ kiểu gì nó cũng sẽ ra hình chữ nhật với tỷ lệ là 21 như thế này. Các bạn cần tỷ lệ nào các bạn điền vào đấy. Tuy nhiên có một cái mà các bạn lưu ý, các tỷ lệ khác thì các bạn cần phải điền vào nhé. Còn nếu mà trường hợp các bạn cần cái tỷ lệ 11 thì không nhất thiết là phải chọn cái này. Các bạn vẫn có thể làm việc với cái normal này, nhưng trong quá trình vẽ các bạn giữ phím Shift cho tôi thì nó tự khóa vào tỷ lệ 11 rồi.
không cần phải sang đến cái fixed ratio đâu nhé. Các tham số khác một một thì hãy dùng. Thế còn trường hợp thứ ba thì sao? Trường hợp thứ ba là fixed size. Fixed size thì các bạn sẽ nhìn thấy là hai cái trường rộng và cao này vẫn kích hoạt lên, nhưng ở trong này ngoài con số thì nó còn có thêm đơn vị nữa, có nghĩa là nó không phải tỷ lệ mà nó là một con số cụ thể luôn. Mặc định của chương trình nếu như lần đầu tiên các bạn mở ra thì nó sẽ là 64 x 64 pixel, có nghĩa là nó sẽ tạo ra một vùng chọn có kích thước mỗi chiều là 64 pixel. Còn nếu các bạn muốn, các bạn có thể bôi đen và điền vào đây một con số cụ thể khác. Khi có con số này rồi thì thao tác làm như thế nào? Các bạn chỉ việc kích chuột một cái là tự nó sẽ vẽ ra một cái vùng chọn có kích thước như thế luôn, không phải kéo, không phải di, không phải làm gì hết. Thao tác duy nhất là kích chuột. Và cái điểm mà các bạn kích chuột nó sẽ chính là điểm góc trên bên trái của cái vùng chọn đó. Có nghĩa là các bạn kích chuột xong nó sẽ tự động phát triển ra bên trái sang bên phải và xuống dưới, làm sao tạo được đúng kích thước như thế. Thế thì thường người ta để ở trong trường hợp nào, tùy chọn nào? Thường người ta sẽ để ở trong trường hợp normal, tại vì đây là cái cách tạo cho chúng ta cái thao tác làm việc thoải mái nhất, muốn sao được vậy. Thế nhưng mà những cái tỷ lệ này lúc nào cần thì vẫn phải cầu viện ở nó. Còn cái trường hợp fix size thì làm sao? Fix size giờ thì nó tùy công việc thôi. Ví dụ như là các bạn làm việc ở một cái công việc nào đó mà nó đòi hỏi tỉ mẩn chính xác đến từng pixel một. Tôi lấy ví dụ như là các bạn thiết kế giao diện website. Thiết kế giao diện website thì nó sẽ có cái yêu cầu về kích thước chiều ngang màn hình. Nếu như mà chiều dọc thì là về mặt nguyên tắc là vô tận, đúng không? Chúng ta cứ kéo bánh xe là nó sẽ trượt xuống dưới nếu như còn nội dung. Nhưng mà chiều ngang thì nó bị giới hạn bởi cái kích thước màn hình rồi. Cho nên nếu như chúng ta mà thiết kế lớn hơn cái kích thước màn hình chẳng hạn thì nó sẽ xuất hiện cái con trượt ngang. Mỗi lần xem là chúng ta phải kéo trượt ngang này, chúng ta mới xem được cái đoạn mà bị khuất. Đấy, ví dụ thế thì chúng ta phải làm sao vừa đủ hoặc bé hơn để không xuất hiện con trượt ngang. Thì lúc đấy thì chúng ta cần fix size ra. Hoặc là những cái thiết bị di động bây giờ nó rất là phổ biến, đúng không? Và mỗi một cái thiết bị thì nó lại có kích thước màn hình khác nhau. Do đó nếu như các bạn thiết kế một cái giao diện cho chương trình hoặc là một cái nội dung gì đó chạy ở trên đó thì các bạn cũng cần phải biết là cái màn hình nó tỷ lệ như thế nào, kích thước như thế nào để các bạn làm cho chuẩn. Hoặc là một trong những cái mà các bạn bây giờ cực kỳ hay dùng đấy là những cái e-commotion, những cái biểu tượng động, biểu tượng mặt cười, biểu tượng gì gì đó các bạn vẫn gửi chat cho nhau ở trên Zalo, ở trên Facebook, các bạn đưa vào để biểu tượng cảm xúc đấy. Thì những cái đó nó cũng có những tỷ lệ của nó. Và nếu như các bạn mà là người sau này tham dự vào cái công việc thiết kế ra những thứ đó thì nó có tỷ lệ, và các bạn không được phép là vượt ra khỏi cái tỷ lệ quy định của nó. Bao nhiêu pixel chiều ngang, bao nhiêu pixel chiều dọc, kiểu gì các bạn cũng chỉ được phép làm, các bạn chấm vẽ ở trong cái kích thước đó thôi. To hơn là nó sẽ phá bố cục, nó sẽ bị thô ở trên màn hình. Đấy, ví dụ như thế. Các trường hợp như thế thì các bạn sẽ sử dụng tới cái trường hợp là fix size rồi. Còn nếu không thì hãy để nó mở. Tại vì thực ra nếu chúng ta đang đặt vấn đề là chúng ta làm thiết kế in ấn, thiết kế quảng cáo thì một vài pixel, một vài điểm ảnh không là cái gì đối với cái công việc đấy cả. Đấy. Lệch vài pixel, lệch chục pixel, hai chục pixel không là cái gì hết. Cho nên là chúng ta cũng không cần quá quan tâm, trừ phi các bạn thiết kế cho màn hình thiết bị di động đấy, hoặc là những cái ứng dụng web thì lúc đấy thì cần phải chính xác đấy. Thế đấy là cái thao tác mà liên quan tới option của Rectangular Marquee. Thế dạng thứ hai ở đây chúng ta có elliptic. Elliptic thì về cơ bản nó cũng giống như là rectangular thôi. Tất cả những gì mà chúng ta đã từng giảng, chúng ta đã từng nói về rectangular thì nó cũng đúng với elliptic. Chỉ có điều là một thằng thì vẽ ra hình chữ nhật, một thằng vẽ ra hình elip thôi, khác nhau về hình. Ba option cũng đủ ba như thế. Giữ shift để mở rộng, đúng không? Giữ alt để cắt đi, hay là phaser hay là gì đó thì nó cũng giống nhau, khác nhau về hình thôi. Tuy nhiên thằng này thì nó có thêm một cái tùy chọn, đó là anti alias này. Nếu tôi chọn gì đây ạ, rectangular, các bạn sẽ thấy cái này mở đi không đánh dấu được. Nhưng nếu tôi chọn
elliptic thằng này tự động được bật lên. Nó bật lên để làm gì? Nó bật lên để khử hiệu ứng răng cưa. Thế còn hiệu ứng răng cưa là gì thì bây giờ chúng ta lại xem ở đây. Tôi vẽ một vùng tròn, hình tròn nhé. Đương nhiên là sử dụng công cụ gì đây nhỉ? Đương nhiên là sử dụng công cụ elliptic này rồi. Giữ tròn thì giữ shift. Ok. Các bạn có cho rằng đây là hình tròn không? Có hay không ạ? Có. À, còn bạn bảo không là vì sao? À, vì em thấy nó không tròn. À, đấy là em dùng cảm giác bằng mắt. Còn bạn này nữa bảo là không thì bạn... Ok, chuẩn xác. Cái mà vùng chọn tạo ra để làm gì? Là để chọn các pixel. Mà pixel thì vừa nãy chúng ta đã trao đổi với nhau là nó là hình vuông. Vậy thì một tập hợp của các hình vuông thì không có lý gì chu vi của nó lại hình tròn được cả. Đây, bây giờ chúng ta lại zoom lên nhá, control này, chuyển cách này, và bây giờ chúng ta phóng lớn lên. Các bạn sẽ thấy ở một mức độ nhỏ vừa thì chúng ta vẫn cho rằng nó tròn, nhưng trong thực tế do nó chọn một tập hợp hình vuông cho nên không có cách gì nó vuông được cả, à không có cách gì nó tròn được cả. Nó sẽ zigzag đi theo cạnh của các hình vuông con, và do đó thì rõ ràng nó tạo thành hình răng cưa hoặc là hình bậc thang như thế này. Thế thì cái checkbox này chính là để giải quyết cái vấn đề là khử cái hiệu ứng răng cưa, lừa mắt để cho mọi người công nhận rằng đấy là tròn. Tại sao lại nói thế? Đây, chúng ta tô màu nhé. Ví dụ tôi tô màu đen vào đây, nhìn tương phản cho nó mạnh, cho nó dễ. Bây giờ chúng ta so sánh. Đây, trước hết so sánh. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Để so sánh được nó khác biệt nhau như thế nào thì trước hết là nên tắt cái này đi đã, để xem không có cái checkbox này thì nó tạo ra cái gì, và có checkbox này thì nó tạo ra cái gì, nó khác nhau ra làm sao, đúng không? Tôi tắt cái checkbox này đi, và bây giờ tôi giữ shift, tôi vẽ ra một cái vùng tròn như thế này. Ok, bây giờ tôi tô màu, edit fill, chọn black. Ok, tô xong rồi. Bây giờ tôi lại vẽ tiếp cái vùng chọn thứ hai. Vùng chọn này tôi đánh dấu anti alias và tôi sẽ vẽ ra một cái vùng chọn thứ hai, nó có cái tính chất, nó có cái kích thước cũng gần giống như thế. Bây giờ tôi tiến hành tô, edit fill, cũng tô màu đen, kích thước gần giống nhau, hình dáng giống nhau, để chúng ta cùng nhau quan sát. Nhìn ở đây các bạn sẽ thấy là có một chút khác biệt. Cái vùng chọn vừa nãy bên trái mà chúng ta bỏ cái tùy chọn anti-alias này thì nó cũng giống như cái khái niệm lúc đầu, có nghĩa là tô hoặc làm cái gì đó ở trong đó solid một màu và nó đậm giống nhau, đều giống nhau và không có một tí tẹo nào lấn ra khỏi cái vùng chọn cả. Còn cái bên tay phải, cái đối chứng của chúng ta sau khi mà chúng ta bật anti-alias này lên thì nó có cái điểm khác biệt là gì? Thứ nhất là nhìn chung thì nó có vẻ là cũng tương đối đều, nhưng một vài chỗ ở rìa, nhất là những cái chỗ mà liên quan tới cái chỗ đoạn mà khớp khểnh bậc thang này thì nó có màu hơi khác và cũng có một tí đẹp màu tô ra ngoài. Tuy nhiên nó không tô ra ngoài nhiều như feather mà nó cũng chỉ tập trung vào ở những cái chỗ mà gãy ở vùng chọn này thôi. Để làm gì? Để đánh lừa mắt. Nếu mà chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tô chuyển từ cái màu bên trong này hòa trộn dần chuyển sang màu bên ngoài, nó bù màu vào những cái điểm gãy này để đánh lừa mắt. Bây giờ tôi thu nhỏ lại nhé và tôi sẽ hủy bỏ vùng chọn đi, Ctrl D hủy bỏ vùng chọn đi. Bằng mắt thường, kể cả trong cái trường hợp mà nó tương đối nhỏ như này, các bạn vẫn thấy là cái hình ở bên tay trái là cái hình hơi bị gai, còn hình bên tay phải thì nó mịn hơn, nó tròn. Vì sao? Vì cái tùy chọn anti-alias này đã được đánh dấu lên và nó bù vào những cái điểm gãy góc đó bằng cái màu chuyển giữa màu trong và màu ngoài nền. Do đó thì nó lừa mắt, nó cho chúng ta thấy rằng là cái này có vẻ tròn tròn. Còn thực ra thì không có tròn thật ở trong Photoshop, tuyệt đối không bao giờ có. Đấy. Thế thì như vậy là chúng ta đã làm quen hai thứ là Marquee và
rectangular marquee và elliptic marquee. Đấy, các option giống hệt nhau, nó chỉ hơn nhau có mỗi một cái checkbox là anti-alias thôi, còn tất cả các option khác là giống nhau, và khác nhau là khác nhau cái hình tạo ra. Ngoài ra chúng ta còn có hai cái công cụ nhỏ ở trong này là single row và single column. Thì hai cái này thì nó là trường hợp tương đối đặc biệt, nó tạo ra một vùng chọn có độ rộng bằng cái ảnh và cao một pixel, và trường hợp thứ hai là nó tạo ra một cột chọn rộng một pixel và cao bằng cái ảnh. Đây, single row này các bạn quan sát luôn luôn có chiều cao bằng một pixel và độ rộng luôn luôn bằng độ rộng của chính cái ảnh đó. Thế còn các option này thì sao? Feather thì trong trường hợp này về mặt nguyên tắc không gán được. Vì sao? Gán một cái là mất vùng chọn luôn, tại vì nó sẽ vùng ảnh hưởng nó còn lớn hơn cả cái độ cao của cái này. Thế còn style này thì cũng không có nốt. Vì sao? Nó có một yếu tố bị fit cứng là chiều cao một pixel rồi, còn một chiều thứ hai thì không xác định được, tại vì là tùy từng ảnh một rộng hẹp khác nhau, do đó các option về mặt tỷ lệ cũng như là về mặt kích thước là không có gán được ở đây. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể giữ shift để mà mở rộng vùng chọn ra. Đây, ví dụ thế này, mỗi một lần mở ra thêm một pixel chiều cao, hoặc là giữ am, mỗi một lần kích vào này thì nó trừ bớt đi một pixel tùy cách mà chúng ta kích chuột. Thế còn cái thằng còn lại đúng không? Đây, ok, chờ tôi một tí, chờ cái rắc nó hơi còn đây. Đây, trường hợp thứ hai thì các bạn nhìn thấy là nó chỉ chuyển ngang sang thành dọc. Đấy, luôn luôn có độ rộng bằng một pixel, độ cao thì ảnh cao bao nhiêu nó cao bấy nhiêu. Thế thì đấy là những cái gì mà chúng ta đã làm quen với lại cái nhóm công cụ đầu tiên là marquee, rectangular marquee và elliptic marquee. Tuy nhiên đây, chúng ta sẽ còn có thêm một cái này nữa tôi cần phải trao đổi thêm với các bạn, đó là cái cách thức vẽ một cái vùng chọn từ đâu ra. Bình thường ra thì chúng ta sẽ vẽ từ góc, mà như vừa nãy tôi đã nói là chúng ta hay kéo từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới. Có lẽ là đấy là do thói quen viết của chúng ta, đúng không? Chúng ta viết là theo chiều ngang từ trái sang và dòng trên xuống dòng dưới như thế, thì đấy là cái thói quen tạo ra cái thói quen kéo chuột của chúng ta từ thói quen viết. Và như thế thì làm việc với rectangular thì dễ. Ví dụ như là tôi muốn chọn cái này, tôi có thể rất dễ dàng tôi đặt vào góc trên bên trái của cái khu vực hình chữ nhật này, nhấp chuột kéo một cái cho tới khi nào bao được đúng cái này tôi buông ra, rất dễ đúng không, nếu mà chúng ta chọn vùng hình chữ nhật. Tuy nhiên bây giờ nếu mà tôi không chọn hình chữ nhật mà tôi muốn chọn cái tròn này thì sao? Tôi không xác định được góc tại vì hình tròn không có góc. Và tôi chuyển sang công cụ ellipse này, tôi muốn vẽ một lần mà tôi vẽ sát được luôn, lấy được luôn thì hầu như không vẽ được, hoặc là nhỏ hơn hoặc là gì đấy to hơn, tại vì nó không có góc, tôi không xác định được. Thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang một phương pháp khác, đó là thay vì vẽ từ góc thì tôi vẽ từ tâm. Đấy, và để vẽ từ tâm thì tôi sẽ làm như thế này, cố gắng quan sát bằng mắt làm sao xác định cái tâm, sau đó chúng ta sẽ đặt chảo chuột vào điểm đó, và thay vì là vẽ một cách thông thường thì chúng ta nhấn an trong cái quá trình mà chúng ta vẽ thì nó sẽ vẽ từ tâm vẽ ra chứ không phải vẽ từ góc. Và do đó thì chúng ta sẽ, nếu ước lượng tốt thì chúng ta có thể vẽ một cái là chúng ta sẽ lấy được luôn cái hình tròn như thế này. Đấy, còn nếu mà giữ shift và giữ an thì đấy, nó vừa từ tâm, nó vừa thu đều hoặc là giãn đều theo tay kéo của chúng ta. Tuy nhiên trường hợp này cũng không phải là trường hợp hoàn hảo hoàn toàn, vì không phải lúc nào các bạn cũng đặt trúng được cái điểm tâm. Hình này nó tương đối bé, mắt chúng ta ước lượng cũng không khó quá. Nhưng nếu mà hình to hơn và phức tạp hơn về màu thì đôi lúc là sẽ hoa mắt đấy, và rất khó để mà chúng ta có thể xác định được cái tâm. Và do đó thì chúng ta lại làm quen thêm một khái niệm nữa là khái niệm vừa vẽ, vừa dịch chuyển, vừa điều chỉnh cái vùng chọn. Thế bây giờ thay vì vẽ từ tâm ra, tôi làm bằng cách khác nhé. Đầu tiên các bạn cứ vẽ đại ra đã,
cho tôi một cái vòng như thế này, bé được to được và cũng không cần phải chính xác ngay đối với cái hình mà chúng ta cần. Nhưng đừng nhả chuột ra nhé, hãy giữ nguyên cái phím chuột trái, tại vì cái thao tác này nếu các bạn bỏ bỏ phím chuột ra nó coi như kết thúc luôn, là hình như thế nào nó ra hình ấy luôn, đúng không? Đây tôi buông tay này, nó chỉ đến đây thôi. Bây giờ tôi vẽ lại này, cứ vẽ một hình đi nhưng đừng buông phím chuột ra. Sau đó các bạn nhấn giữ phím cách cho tôi. Khi các bạn mà giữ phím chuột và giữ phím cách, các bạn có quyền di cái này tới bất cứ chỗ nào các bạn muốn. Và bây giờ tôi di đến đâu? Tôi di đến đỉnh của cái khu vực tôi cần. Sau đó thì cố gắng giữ và di tới gì đây ạ? Cạnh trái. Nếu như các bạn đảm bảo được là tiếp xúc với đỉnh và tiếp xúc với cạnh trái rồi, thì các bạn nhả phím chuột ra mà cứ thế kéo xuống dưới thôi, chắc chắn là nó sẽ khớp được vào với cái hình mà các bạn cần. Nếu mà chưa khớp lắm mà cần dịch chuyển thì lại nhấn phím cách và lại dịch tiếp và chỉnh tiếp cho tới khi nào khít thì thôi. Với cách này thì các bạn có thể tương đối dễ dàng các bạn vẽ được chính xác một cái vùng tròn có tính chất hình tròn hoặc là elip đấy. Mà trước đây nếu như mà chúng ta vẽ từ góc ra thì rất khó. Thế thì bây giờ chúng ta thay thế nó bằng một trong hai phương pháp, một là xác định tâm, nhấn A vẽ từ tâm ra, và hai là vừa vẽ vừa dịch chuyển nó sang vị trí mới, vừa điều chỉnh kích thước cho tới khi nào mà nó khớp thì thôi. Chỉ có điều là nhớ cho tôi như thế này nhá, vẽ này, nhấn phím cách để dịch chuyển này, dịch xong nếu mà cảm thấy ok rồi thì nhả phím cách ra để vẽ tiếp, chứ đừng giữ phím cách nhá. Giữ phím cách thì nó lại di chuyển tiếp. Đến đây thì chúng ta biết thêm một mẹo để mà điều chỉnh và tạo ra vùng chọn cho nó khớp với lại cái đối tượng mà chúng ta cần chọn. Ok, vậy là chúng ta đã làm quen xong được cái nhóm đầu tiên, là gồm có 4 thứ, trong đó có 2 thứ chính là Rectangular Marquee vẽ hình chữ nhật, Elliptic Marquee vẽ hình elip, và 2 cái là Single Row và Single Column Marquee.